Could you see my Yeah, I screen? can see you. Okay, very good. Yeah. So here's the first exercise, look and write. So I have five sentences and one example. Now let's choose the word from the left and fill in the blank in the right. Let's start with the number one. Okay, read the description. Đọc cái phần mô tả và mình sẽ chọn cái từ nào thích hợp trong cái phần mô tả đó. Number one, when it is dark, it can help you to see. What is it? Cô chị con hơi ồn xíu. It's okay, không sao đâu con. Cô không có nghe tiếng rõ lắm. Cô nghe tiếng Thảo rõ thôi. A torch, very good. A torch, what does it mean, Thảo? Bóng đèn cô. Đèn pin. Đèn pin, okay, a torch. Number two. Number two nói về một cái subject. Subject. The subject. We learn about people who lived a long time ago. Something in the past. So what subject? Môn nào mà giúp mình học về quá khứ? History. History, very good. Học về quá khứ là mình có môn lịch sử ha. Number three. Number three, mình liên quan đến bệnh. Okay. If you have got stomach yet, the doctor give you this. A doctor. Khi mà mình bị stomach jet là mình bị đau bụng ha. Bác sĩ sẽ đưa cho mình cái này. What is this? Mechanic. Medicine. 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 Bác sĩ đưa mình thuốc ha. Medicine. Number four. Number four liên quan đến animals. Và clown. Đây là một cái địa điểm gồm có những cái animal và những chú hề. Dạ. Một cái địa điểm á Thảo. Một cái địa điểm có liên quan đến chú hề và animals. A circus. A circus. A circus, very good. And number five. Number 5 là một cái công cụ, phương tiện.
Con nói lại coi coi. Đây là một cái phương tiện công cụ quá con. Number 5, if it snow, khi mà trời có tuyết, mình muốn đi xuống đồi thì mình sẽ dùng cái này. Khi mà giúp con có thể đi xuống đồi á, bằng cái phương tiện này, khi mà trời tuyết. A sled, a sled, very good. What does it mean, a sled? A sled có nghĩa là gì vậy con? Cái bánh trượt đúng không con? Đúng rồi, cái xe kéo quá thường thì nó sẽ giúp mình trượt xuống đồi. Number 6, chuyển sang từ number 6 đến lại câu số 10 nha. You wait here if you want to catch a train. Station, very good. Trạm, number 7. Number 7. You can take your clothes in this if you go on a train. Nơi mà mình bỏ quần áo vào. A suitcase. A suitcase. Very good. A suitcase là đáp án của câu số 7. Number 8. Number 8 liên quan đến một cái subject nữa ha, một môn học. Chuyện có lại. Geography. Geography, bởi vì mình thấy có chữ mountain, river và lake, những cái liên quan đến tự nhiên ha. Đó là môn geography, địa lý. Number 9. Number 9 là một phương tiện. Number 9 là một phương tiện. Đây là một phương tiện giúp Thảo có thể đi đến hospital. An ambulance. Ambulance. Ambulance là xe cứu thương đúng không Thảo? Ambulance, xe cứu thương. Number 10. Number 10. Number 10, this shop sells things. A factory. Well, đây là một cái cửa hàng ta, một cái cửa hàng. Một cái cửa hàng bán những cái đồ mà tốt cho sức khỏe. Factory không phải đây ha, factory là nhà máy. Ờ. Đáp án của Thảo là gì ta? Chemist. Chemist, đúng rồi. What does it mean, chemist? Nhà thuốc. Nhà thuốc, very good. Chemist, có một chữ đồng nghĩa với nó. Thảo có biết đó là chữ gì không con? Không. Pharmacy. Pharmacy. Pharmacy cũng là nhà thuốc ha. So now let's move on to part number 2. Write yes or no. Look at the picture. Mình sẽ nhìn vào tranh, sau đó đọc cái phần description mô tả câu nào sai, không giống như bức tranh thì mình sẽ ghi no. Ngược lại thì mình sẽ ghi yes ha. Let's start with number 1. Number 1, one of the
pirate had just fallen into the sea. Ở đây mình có chữ pirate có nghĩa là cướp biển. Yes or no? Rồi sao cô nói hả cô? Nhìn vào bức tranh đó Thảo, câu nào đúng thì con ghi chữ yes vào bên cạnh, câu nào sai thì ghi chữ no. Ví dụ như câu số 1 người ta nói là one of the pirates had just fallen into the sea. Một trong số những người cướp biển bị rơi xuống biển. Con nhìn tranh coi. Yes or no, đúng hay sai? Yes or no? Yeah. Yes, đúng rồi. Đây mình có thể thấy trong bức tranh ha. Người cướp biển đang rơi xuống biển nè. Nên đúng, mình ghi chữ yes vào. Number two. Number two. Hai cô coi cho con 60 giây. Ok. Còn 1 phút. 1 minute. Okay, I will wait for you. So, are you ready, Thảo? Okay, you're ready. So, let's read number two. Đọc cho cô câu số 2 ha. Và cho cô đáp án là yes or no. The tallest pirate là người cướp biển cao nhất is carrying a box of treasure. Yes or no? Người cướp biển cao nhất thì đang mang một cái hộp kho báu. Yes or no? Thảo ơi, could you hear me? Nghe con hiểu được. Rồi, câu số 2 yes or no con. Con nhìn vào bức tranh để cho cô biết nè. No. No, đúng rồi. Bởi vì người mang không phải là người tallest, đúng không? Cái anh này không phải là người cao nhất. So, the answer is no.
And number three, there is a storm in the sky. Yes or no? A storm in the sky. Khoan cô đợi con xin. Okay. Okay, cool. Okay. So number three, what is your answer? There is a storm in the sky. Yes or no? If it is correct, write yes. If it be incorrect, write no. Yes. Yes. Okay, because in the sky we have storm here, right? So rain clouds, okay, and lightning. Number four, an octopus is climbing into no. the boat. No. No. Con sửa lại cho cô đúng đi. Không phải con octopus, chứ là con gì? A shark. Shark. Đó là con monkey. Con monkey ha. Monkey. Number five. The monkey is throwing coconuts at the parrot. Yes or no? No. No. Rồi, vậy thì nó như thế nào con? Nó không phải nó vứt quả dừa.
Mà nói như thế nào? To the shop. Đúng rồi. Number six, the parrot with red trouser is sleeping under the tree. No, yeah. Yes, okay, đây mình có thể thấy ha. Sleep under the tree. Number seven, two of the butterflies are flying above the bigger boat. No. No, vậy thì sửa lại cho đúng cho cô nè. Flying above the smaller boat. The monster boat, very good. Đây, cái thuyền của anh chàng mặc áo vàng này ha. So now let's move on to part number three. In this part, I would like you to read the conversation about Poach and his birthday. Đây, mình sẽ đọc một cái đoạn hội thoại giữa hai nhân vật Lucy và Poach. Ví dụ như Lucy nói là it was your birthday yesterday, wasn't it, Poach? Poach trả lời là B. Câu B là gì đây? It was Lucy, đúng rồi, Lucy. I was 11, tôi sẽ được 11 tuổi. Đó là câu ví dụ ha. So now let's start with number one. Tương tự mình sẽ tìm câu trả lời hợp lý cho Paul ha. Number one. Are you sick? Thảo hình như đi bệnh đúng không? Yeah. Okay, so take care of yourself. Okay. Đi cô. Did you have a party this year? D. Are you okay? Con có sao không Thảo? Dạ không. Okay. The answer is bạn có một bữa tiệc vào năm nay đúng không? Câu trả lời là not this time, không phải là thời gian này. We went to a restaurant. Chúng tôi đã đi đến nhà hàng. Number two. Who? Oh. Who did you go with? I would trả lời cho mình. I go, con I. A, very good. So just my family and my friends. A, đúng rồi. Number three. What was your favorite present? Present, món quà, gift. Act, câu act ha. My parents gave me a bike. Món quà đó chính là một cái chiếc xe đạp, a bike. Well done. Number four. Number four. Number four. Excellent. Shall we go for a ride together? Chúng ta có thể đi cùng nhau được không? If go.
F, very good. If you like, nếu như bạn thích thì mình đi đến công viên. Let's go to the park. Number 5, will your brother come to you? There you go. D, no, he's busy today. Anh ấy bận rồi nên không có đi được. Now let's move on to part number 4. Read the story. Phần này mình sẽ đọc câu chuyện và đi vào chỗ trống ha. So we have the boss. Mình có một cái khung với những cái chữ cần điền vào. Nhiệm vụ của mình là sẽ chọn những cái từ ở trên cái hộp và đi vào chỗ trống. For example, vegetable. He grow a lot of fruit and vegetable. Anh ấy trồng nhiều loại trái cây và rau củ. Trong trường hợp này thì chỉ có chữ rau củ là thích hợp nhất để điền vào thôi. Nên mình chọn chữ vegetables. Now let's start with number one. Every year. Every year. Every year. Tiếp tục nè. Every year there is a competition in his There is a competition in his Có một cuộc thi ở đâu? Mình sẽ điền một cái nơi chốn vào đây. Village. Village. Okay, very good. Một cuộc thi ở làng của anh ấy. To find the best watermelon. And number two. He thinks he has got the biggest watermelon that anyone has ever seen. Has ever seen. Bởi vì đây là hiện tại hoàn thành. Nên mình sẽ tìm những cái từ nào có V3 ha, ở dạng V3. Ở đây mình có chữ seen. Anh ấy đã có cái quả to nhất. Continue with number 3. Câu số 3 nè. Number 3, it is green and nó có màu xanh và hình dạng nó như thế nào con? Number 3, hình dạng của cái watermelon như thế nào? Ở trên cái boss ha, trên cái boss trong cái khung á, có chữ nào mà con thấy diễn tả cái hình dạng của cái trái watermelon? Could you hear me? Thảo ơi, con có nghe cô nói không? Yeah. Okay. Number 3.
Câu số 3 Thảo điền từ nào hả con? Thảo có thấy màn hình không? Can you see the screen? Anh có đợi bạn xem. Okay, I will wait for you. Are you ready? Are you okay? Okay. Okay. So what is your answer? Number three. Người ta ở trên có nói là watermelon, nó mà có màu xanh. And sau đó sẽ là cái hình dạng của nó ha. Chữ nào trong cái khung trên diễn tả hình dạng của nó con? And round. Round, very good. Green and round. So now let's continue. Number four. Khi mình muốn làm cái number four, mình sẽ đọc lại câu trước ha. At night, he takes his blanket outside and cái gì đó on the round. Chắc chắn phải là một động từ ha. Đây, he takes his blanket outside and một cái động từ. Number four is a verb. Number four, what is it? Mình có những cái động từ ví dụ như là spend nè, sleep nè, steal nè. Đó là những động từ còn lại của mình ha. Spend, sleep and steal. So what is your answer, Thảo? Number four, mình sẽ có động từ. What is it? Cái gì on the round? Cô có cho ra ba cái động từ còn lại của mình rồi đó. Một là spend, hai là sleep và ba là steal. Van, sleep or steal? Sleep. Sleep. Okay. Sleep on the ground. Ngủ ở dưới sàn nhà, ở trên sàn. Next to his watermelon. Number five. Number five. Cũng là một động từ ha.
Mình còn lại hai động từ đó là still và spend. Still và spend. Still và spend. What is your answer? Still. Yeah, still và spend. Trong hai động từ đó, con chọn động từ nào? Still. Still, very good. Đáp án chính xác là still. Anh ấy sợ có người ăn cắp nó ha. And now to the best name for this story. Ba cái tên của mình là An Expensive Hobby, A Secret Garden và Tom's Big Wish. Câu chuyện nãy giờ mình đọc nó nói về cái gì? Cái chỗ nào? Cái từ nào? Mà đã được lặp lại rất là nhiều lần. An Expensive Hobby, một cái sở thích rất là đắt tiền. Này đúng không? Hay là A Secret Garden? Hay là Tom's Big Wish, điều ước lớn của Tom? Hay là một ngôi vườn bí ẩn? In your opinion, so what is the best name for this story? Theo cô thì cô sẽ chọn đáp án C, Tom's Big Wish, điều ước lớn của Tom ha, bởi vì anh ấy muốn có một cái quả dưa hấu bự nhất, the biggest watermelon, để thắng cái cuộc thi ở làng ha. So in my opinion, I will choose C, Tom's Big Wish. Do you agree with me? Thảo có đồng ý với cô là chọn đáp án thứ ba không con? Yes. Okay. Yeah. Right. Part number 5 này qua bữa sau mình sẽ tiếp tục nha. Okay.